Chúng ta đang chuẩn bị đến với trận đấu giao hữu của các thủ Tottenham Hotspur và Queen's Park Rangers. So here are the teams. As Paul Nardi starts in goal, it's the team and they've got a squad and they're still missing a few, but they've got a team and a squad packed with quality, packed with experience. So we're và như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên và hiệp 1 trận đấu giữa các cầu thủ Queen's Park Rangers và tốt trận đấu này mà thấy mọi thứ ok rồi cho mình xin phím 1 điểm danh với anh em ơi. Cơ hội dành cho Tottenham Hotspur ngay đầu trận đấu. Ui cái gì đấy? Cái gì đấy? Sợ đấy. Rất thoáng ở trung lộ, đưa bóng xoay lăng cánh phải, chéo bóng vào và chéo quá mạnh. Tốt à, mặc áo xanh đưa bóng vào, cơ hội. Biết phải sân của Park Ranger không? Đưa bóng xuống hay lăng cánh phải. Paul Smith, first skip số 14 Archie Gray và số 23 đó là Pedro Porro căng ngang, không được. Cơ hội để Tottenham Hotspur có bàn nhưng chưa thể có một tiếng đệm bóng. Back with Son, chops him to his left. Son Heung-min, chân trái, đưa vào quá mạnh. Cái này nó gọi là màu xanh nhạt, mất cầu thủ bên hai hành lang cánh rồi. Trận MU mình không làm nhé. Khả năng là Audi Cup ấy. Không biết có phải không. Đường trồng biên đã bị bắt bài. Chéo bóng vào. Đánh đầu. Trong khi Romero thì chưa thể ra sân ngay trong màu áo của Tottenham Hotspur. Đưa bóng vào. Nguy hiểm. Tiếng chạm đầu thôi có thể khiến cho lưới của Tottenham rung lên. Vừa rồi là cơ hội của Ryan Colley. Thành công từ Tottenham Hotspur. Son Heung-min, cơ hội. Timo Werner căng ngang. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho Tottenham Hotspur. Austin Aram Tarap. Phối hợp hay. Đưa bóng vào. Không được. Chừng nào mình lỡ bóng rổ á. Hôm qua mình vừa làm rổ xong mà. Không nhớ lắm. Hình như là FA Cup. Chung là ngày xưa mình xem Premier League. Thoát đi nhanh, Brennan Johnson căng ngang, cơ hội không vào. Son Heung-min không thể ghi bàn sau tiếng bóng vừa rồi. Timo Werner pha bỏ lỡ. Đưa bóng vào. Cái đĩa nào mà sức sước là coi như vứt đi luôn. Michael Fraser. Ryan Colley, cú đá của Ryan Colley, không vào. Một cú đá rất căng của Ryan Colley nhưng không thắng được thủ môn Brandon Austin. Chào khe, đường truyền hơi sâu vào trong và hơi khó. Warner, hợp lý, chéo bóng vào, cơ hội, tỷ số được mở dành cho Queen's Park Rangers. Tỷ số là 1-0 dành cho Queen's Park Rangers. Pha lập công của Michael Fraser để thực hiện một đường chuyền. Đưa bóng vào. Chéo quá mạnh. Chéo khe. Cơ hội dành cho Tottenham Hotspur. Timo Werner. Hay của Tottenham Hotspur rồi. Trận đấu mới nhất thì họ vượt qua được đội bóng tên là Hurt ở Bissouma rất dẻo. Phối hợp 1-2, Bissouma vẫn còn cực kỳ dẻo. Bissouma làm tất trong tiếng bóng vừa rồi, 1-0 dành cho Tottenham Hotspur.
cái lườn rất dẻo của Bissouma. Lách qua hai người phối hợp 1-2, sau đó thì đâm thẳng xuống vị trí và qua nốt thủ môn. Sau đó đưa bóng vào lưới trống sau khi đã vượt qua nốt được Pounadi. 1-0 cho Tottenham Hotspur. Ăn mừng với Emerson Royal. Cũng xem lại điều này. Một tình huống loại bỏ được Lucas Andersen rất đơn giản, sau đó thì phối hợp 1-2 luồn qua được khe hai trung vệ đối phương và qua nốt thủ môn Pounadi. Còn lại là gôn trống. Trung biên Pedro Porro đánh đầu. Phải nhìn tâm lựa chọn là nơi chuyển thăm mạo hiểm uy tín và an tâm nhất. Đưa bóng vào, suýt nữa thì là 2-0 sau pha giật gót của Son Heung-min. Cơ hội thức Lộc Park Đơn nhé. Chém bóng vào, đánh đầu. Kulusevski đường truyền rất hay. Cơ hội dành cho Timo Werner. Timo Werner vẫn là Werner mà chúng ta biết. Chúng ta vẫn chưa rõ là những ai vào thay ai. Chọc khe, cơ hội vẫn còn. Played themselves out of a tight situation. That's good pressure. Paul Smith. That should be a Rangers corner. Yep. And it looks dangerous as well. Out. Jed Spence. It here. Just looks to run in behind. Mikey Moore getting involved for Tottenham. That's going to be a Spurs corner. Substitutions. Flunks it out wide. And this is Dejan Kulusevski. Got assaulted in well. And does even better to him. Rangers the throw. Spence will keep things alive. Oh, he's done so well there, Jed Spence. Powell was able to found Frey, but all of a sudden there's space now for Kulusevski, and that's a nice ball, and Spurs are in, but Nardi there again. Another huge save, and that might just liven things up now. That's a brilliant save, not for the... Manchia looking to return it towards Kulusevski again. And Steve... Too many notable chances to tell you about in the second period. Way by Emerson. Clip forward by Heverton. Way by Spence. And Gunter with a confident punch of the ball. Felly's got his toe in, but Anderson has it here for Queen's Park Rangers, and what a ball. And a real chance. And the ball across is turned in. And Dane Scarlett is on the score sheet in pre-season. A great run from the striker. He was waiting for that low cross, and he's there to meet it. 我的男朋友是法国人，这是我回老家西安，把他约回来，把他约带回去了。我们就在九点里，有一天中午下中午。